Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước. Hôm nay là ngày 18 âm lịch hết cô chú anh chị. Thì chỉ còn vỏn vẹn chỉ có khoảng chừng một tuần nữa thôi. Không khí Tết nó sẽ tràn về khắp nơi nơi hết cô chú anh chị ha. Mai vàng cũng sẽ tới ngày đó nó cũng sẽ sắp nở rồi. Nụ cũng rất là nhiều, có một số cây nở, có số cây thì gần nở hết cô chú anh chị. Tùy theo cái lạc lá của mình ăn theo Tết sớm hay Tết muộn ha. Hôm nay thì kênh quay trở lại với chỗ vườn mai của anh Cường ở Vàm Sáng Phong Điền hết cô chú anh chị. Cũng chia sẻ giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số hoa mai ha. Hoa mai lớn có nè, nhỏ có, rồi cây này cây ghép cái gì đây không biết luôn. Cây ghép đại lộc, cây super whip luôn nha cô chú anh chị. Vừa có lộc vừa có nụ, mình dưỡng mình chơi sẽ thành một cây cho năm sau ha. Với một số phô mai này nha cô chú anh chị ha. Rồi em xin phép vô clip luôn nha cô chú nha. Dạ em xin chào anh Cường ơi. Anh xin chào em. Cường xin chào tất cả các bạn đam mê mai vàng trên cả nước. Dạ. Lời nói đầu tiên thì Cường xin chúc tất cả các bạn là chuẩn bị cho mình một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Và các bạn cũng sưu tầm lấy một số cây mai đẹp để mà mình trưng đón cái Tết cho nó may mắn, vui vẻ. Hôm nay Cường cũng lên được 9 cái phôi mai. Nó vừa hàng vài trăm nghìn đến hàng vài chục triệu. Đó, có gì các bạn cái kênh ủng hộ cho Cường nhé. Dạ, rồi. Với cây số 1 luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây này cây một phôi mai vàng ha, có chi cành luôn nè. Cái này mình dễ chơi toàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 1 thì cực đỉnh luôn nha. Để mà mình đo cho các bạn thông số nhé. Xong thì có gì kênh sẽ quay trực tiếp chi tiết cho các bạn. Chiều cao bằng 1.5 thước. Tán ngang này là tán ngang là bằng 1 mét. Hoành ở tại vị trí này là 67. Dạ, hoành là 67. 67. Tổng nồi đế. Tổng nồi đế này là 150. Dạ, 150. Nhưng mà ở dưới này là nó còn 20 phân nữa, là cái đế này là trước nó nằm ở trong lu. Các bạn ạ. Đế lu hàng khủng nha cô chú. Đế lu hàng khủng nó còn sâu xuống nhá. Đó, cây này là mình khi mà mình ship là mình ship cả chậu cho các bạn luôn. Vì thật ra cây này là mình tính dưỡng để mà làm của để dành. Nhưng mà thôi thì nó cũng kẹt chút chuyện nên là đành phải nhượng lại cho. Cái này nó vừa đế khủng mà vừa xù chảy nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Cái nách nó xù chảy ha. Xù đây nè. Xù chảy đó. Xù chảy nha. Đó. Nó cộm, nó đã cộm ra nè nha cô chú anh chị. Bên đây một cục nữa nha. Đó, bên này một cục nè. Đó. Xù chảy rõ rệt luôn ạ. Này cái dàn đế nè cô chú. Dàn đế của nó nằm ở trong lu mà. Dạ, đế luôn. Nhìn nó phê lắm ạ. Nó đặt sạch hết. Nó còn xuống mà 20 phân nữa. Nó giống như con bạch tuộc ha. Nó giống như con bạch tuộc. Cái bố cục của cái thân chỗ này cũng rất là đẹp nha cô chú. Cây này đang nằm ở cái chậu 80 các bạn nhé. Mình sẽ cây này mình giao lưu nhiêu anh Cường? Ship cả xe cả chậu cho các bạn. Cây này chắc phải chở xe tải. Cây này, cây mã số 1 này Cường xin giao lưu. Cái giá sập sàn rơi xuống đất cho các bạn là 13 triệu. Dạ, 13 triệu nha cô chú anh chị. Một pho mai rất là đỉnh cô chú anh chị. Rất là đỉnh. Sở hữu rồi là cô chú anh chị sẽ thích liền. Khi mà nhìn ở ngoài á, cái đường nét của nó là cong ha. Nó nhìn đường nét co cong chứ không phải đường nét thẳng nha cô chú anh chị. Cái bố cục của cái phôi thân nó cũng nu rồi, nó cũng có cái đường cong nha. Nó giống như là một cái
trái trâu hay gì á. Đây, trên này nó đang bò. Dạ. Dữ luôn. Cái phô mai này nhìn rất là ghiền, rất là đáng sưu tầm cho cô chú anh chị nha. Đáng sưu tầm lắm. Cái giá đó thì cứ nghĩ là... Nhìn cái dàn đế nó nè, rất là phê nha. Cộng lực lực hay ghế xoắn nha. Nó nằm lu mà, đẹp lắm. 13 triệu ha quý cô chú anh chị. Bao ship tới mà nhà luôn. Cây này bông chùm các bạn nhé. Dạ. Bông từ... Bông bự nha cô chú anh chị. Bông 8, 12 cánh á. Bông bự nha. Bông này bông từ thân ha. Mặt cắt thì kéo nhựa rất là mạnh nha cô chú anh chị. Chi cành ok, ngon lành luôn. Dạ, tiếp tục là cái mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 ha. Mã số 2 là một cây mai đại lộc ghép cây lớn nha. Một cây để mình cường cho các bạn cái thông số này. Cây này thì cái của nó cực vip luôn. Chiều cao là 2m3. Cao là 2m3. Hoành đế là bằng 65. 65 là bằng 190, gần 200 đó. Đế này chưa khai thác hay sao anh? Chưa khai thác vì cây này là cây người ta trồng ở bồn. Cũng nói chung là tiết nhất là họ cũng kẹt thì họ nhượng lại cho mình thôi. Yeah. Chứ còn những cây này là nó cũng chuyển bắt đầu xù. Mình thấy đế cũng có đều. Đế nó đều lắm, mà đế nó đế củ á. Cái này là đất nha cô chú anh chị, cây này chắc người ta trồng đất, người ta thích, người ta ghép đại lộc hay sao? Đúng rồi, họ ghép đại lộc được 6 tháng rồi đó. Búp biếc nhóc luôn. Đây, tại vị trí này là được 62 này. Yeah. 62 hoành là đo ở trên cổ rễ đó. Yeah. Thì đó, cái này thì ở đây cũng là cổ rễ rồi, 62 hoành. Đó, chiều cao là 2m3. Tán ngang này là được 99. Yeah. Đây bo ghép của đại lộc này nha cô chú anh chị. Ừ. Bo nó bằng ngón tay mấy cái đũa hết rồi, nó ghép được nửa năm. Nhìn. Cái này về cô chú anh chị các bạn đừng có khui bầu ha, để đó mình đắp luôn 6 tháng sau. Đúng rồi, cứ thế mình đắp luôn. 6 tháng sau rồi bắt đầu mình muốn thay đổi thì mình thay đổi nha cô chú anh chị, đừng có nôn nha. Vì cái này là người ta đang người ta đã trồng bầu rồi mà. Trồng bầu họ đảo đất là họ làm là nó tốt rồi. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu vậy anh Cường? Cây mã số 2 này thì Cường xin giao lưu với các bạn là 11 triệu. Các đầu chi này có ghép đều hết nha cô chú anh chị ha. Các đầu chi mình đều ghép hết luôn á. Được 15 bo, ghép 15 bo. Đây này, cây này nó có những cái biểu hiện phá xù chảy. Phá xù chảy em cho các bạn coi. Chảy đó, bắt đầu xuống. Nù hết là lên trên ngọn. Rồi, tiếp tục mình qua cây số 3 nha cô chú anh chị nha. Cây số 2 là một cây mai đại lộc thông cao nha cô chú anh chị. Thông cây cao. Này mà khi mà tàn ngón tùm là sẽ thành một cây đỉnh á. Đúng rồi. Giá nhiều nãy không quên rồi ta. Giá 11 triệu. 11 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây này thì các bạn ra tông một cốt tàn thông, chi cành rất là đều. Yeah. Ghép rồi. Sẵn này rồi, một năm sau là các bạn có được một cây đại lộc chi cành dày. Nếu tầm này sang năm là nó do thời gian là một năm rưỡi là coi như bông của nó là nghẹt luôn. Đó. Kẹo vô rồi. Với cây số 3 anh ha. Số 3 là cây nào anh? Số 3 cây này đi. Số 3 nha cô chú anh chị, là một phôi mai ha, đế đặc nha cô chú anh chị. Một phôi mai đế đặc có sủ. Mã số 3 này mình cho các bạn thông số. Đều đẹp nha cô chú. Chiều cao của nó là được 1m6. Dạ, chiều cao là 1m6. Đế nó đế củ đẹp lắm các bạn. Đây cường đo ở trên này là được 47 này. Dạ 47 nha cô chú. Đó, đấy là đo ở chỗ vị trí eo này. Còn đúng mà đo ở
gọi là trên cổ rễ. Trên cổ rễ đây này là nó tới 62 cơ. Yeah. Đó. Trên cổ rễ là 62. Hoành bầu. Hoành bầu. Tổng 201. Dạ. Tổng bình đế là 201 nha cô chú anh chị. 201 hoành đế. Cái này có đang xù hả cô chú anh chị? Cái mặt này nè, nó xù hai bên nha. Cái này đang xù xù chảy. Trên này cũng cục xù. Dưới đế cũng xù. Có cái cò lắc không nha cô chú? Cò lắc. Cục xù nó xùn. Ok, số 3 mình giao lưu như anh Cường. Cái số 3 này anh giao lưu với các bạn là 10 triệu. Dạ, 10 triệu nha cô chú anh chị. Cái số 3. Thường bao ship đến tận vườn cho các bạn nhé. Ở dưới này xù rồi. Xù chảy. Ngón tay đặt vô rồi. Lồi rồi. 10 triệu nha cô chú anh chị, phô mai vàng mã số 3 nha. Đó, mặt nào cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Đẹp rồi, lắm. Hôm qua cây số 4 ha. Rồi, cây số 4 nha cô chú, cây số 4 là một phôi mai. Một phôi mai, cây số 4 là đến một phôi mai dáng trực và dáng bay nhé. Các bạn nhé. Trực và bay này. Để mình cho các bạn thông số nhé. Hoành tại vị trí này là được 56. Dạ, hoành là 56 nha cô chú. 56. Hoành bầu là được 107. Dạ. Hoành bầu 107. Chiều cao là bằng 99. Cây bay là được 89. Tàng bay 89. Cây này có nét thú. Yeah. Cây nét thú. Đây có đuôi, có giò. Đó. Cây này có... đẹp như cô chú anh chị nha. Cây này có nét chân đế đồ đẹp hết trơn. Chân đế. Cái này chơi bonsai là xù nhé các bạn nhé. Cây này xù này, đó. Xù chảy đó. Một cục xù ở trên này nó bắt đầu xuống rồi đấy. Dưới thân này cũng có nhưng mà mình không biết đánh để cho nó nổi xù á. Nên là mình đánh chung nên nhìn nó giống nhau. Chứ còn thân dưới này là xù. Rồi cái mã số 4 mình giao lưu nhiêu anh? Cái mã số 4 này Cường xin giao lưu với các bạn là 9 triệu. Dạ 9 triệu nha cô chú anh chị. 9 triệu Cường bao ship tới nhà cho các bạn. Giá rất hợp lý, mong các bạn ủng hộ Cường nhé. Chi cành thì đầy đủ ok nha cô chú anh chị. Một chi cành đầy đủ. Bonsai mà mình vô cái chỗ trắng xay đó cô chú anh chị. Ừ. Trồng rất là nhìn rất là phê ha. Rồi mã số 5 nha cô chú ơi. Mã số 5. Mã số 5. Là một phôi mai xù luôn nha cô chú anh chị. Mã số 5 là một phôi mai xù. Củ sầu ha. Củ sầu nó như là củ khóm. Chiều cao bằng 45. Hoành ở tại vị trí này là được 36. Hoành bầu là 112. Hoành đế 112. Nhìn nó rất là vót đỏ, rất là côn mà đặc biệt là có biểu hiện xù trứng này, trứng hai cái ấy, trứng. Dạ, mã số 5 mình giao lưu nhiêu anh? Mã số 5 này Cường xin giao lưu với các bạn là 8.500.000. Rồi 8 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 8 triệu rưỡi nha. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn. Dạ. Hôm nay xù hết cô chú anh chị. Một cục luôn nha. Một cục luôn.
chân đế rất là đẹp các bạn nhé. Xù mà nó có đế, mà cái cây này là trước là nó kiểu là người ta nói ở trong lu ấy. Yeah. Nên nó mới có cái bộ đế nó cong cong cuốn ấy. Như là một người đang ngồi thiền á. Đây hai tay này. Đó, hai giò này. Đằng sau mông à. Như là đang ngồi thiền á. Rồi. Dạ rồi anh Cường đổi cây giùm em nha. Anh được thôi. Anh có gì thông cảm nhé. Rồi mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6. Mã số 6. Mình cho thông số chiều cao các bạn nhé. Chiều cao là bằng 97. Hoành tại vị trí này là được 24. Hoành bầu là được 112. Cái này đế đẹp nha cô chú chị, dán trực chi cành có luôn ha. Chi cành có đều. Cái này về các bạn ghép tầm này sang năm là các bạn có một cây bông tàn thông các bạn chơi. Cây này cây mã số 6. Mã số 6 Cường xin giao lưu với các bạn là này, cốt cành này nha cô chú. 1.500.000. Dạ 1.500.000 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 6 ha, cây này đế khá là biết ha. Về ghép mấy cây loại hoa cúc chưa cô chú anh chị, vừa lâu tàn mà nữa cây có giá trị ha cô chú nha. Rồi đổi giùm em nha. Cường bao ship bao sống cho các bạn. Dạ. Dạ rồi mã số 7 nha cô chú. Mã số 7. Đấy, mã số 7 là một phôi mai bonsai nha. Một phôi mai bonsai. Cái này đế cũng khá là quyết đó nha cô chú anh chị. Mini nhưng mà đế đẹp nha. Mini nhưng mà đế nơm. Đế nơm. Đế mình nơm mà mình trồng mình khoe được đế nha cô chú. Chiều cao bằng 33. Hoành ở vị trí này là được 23. Này mấy cái mầm nó lên thì hoành bầu là 83. Cái này đang để một màu trắng hay này để trong mát hay gì á. Cây này là để cây này đi du lịch một tháng. À, cây của mình đi du lịch á. Ừ. Ra tới Quảng Ngãi. Hèn chi đây nè cô chú anh chị, nó đâm mục từ dưới gốc lên mà nó xanh đâm. Về là đâm mục nhiều lắm nhưng mà rồi mình nhặt bỏ đi rồi. Rồi mới về sáng nay này. Đi du lịch một tháng trời. Rồi mình giao lưu lại nhiêu đây anh? Giao lưu cây này là Cường giao lưu với các bạn cây số 7 này là 900.000. Cái này đẹp mà sao ngộ như ta. Có cái anh bạn làm thầy giáo ở ngoài Quảng Ngãi á. Yeah. Mình không tiện nhắc tên. Nhưng mà nghe bưu điện nói là anh ấy cứ đặt cây về tới bưu điện là điện là toàn cha mẹ mấy người nhà anh ấy chết thôi. Tức là kiểu là lý do á. Rồi rồi. Ừ. Cái bưu điện và lần sau mà anh gửi cái tên của người này nữa là bọn em không bao giờ nhận nữa. Bưu điện tức là nó còn sợ như vậy cơ. Thì mình không biết. Là tốn công tốn thời gian rồi. Ừ. Đổi cây giùm em nha. 900.000 mã số 7. Mã số 7. Dạ. Ở số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8 nè. Ở số 8 nè. Anh Cường mới vừa nhắc hồi nãy mình hỏi nè ha. Đó. Tính đâu là cái cộng giá không à. Không à. Một cặp này mà đặt một cặp này đi cặp du lịch một tháng trời. Rất là dễ thương trời luôn á cô chú anh chị. Đó này, các bạn ạ. Đấy nha, cây để một tháng trời mà ở trong bọc không đựng nước không gì mà cây nó vẫn mạnh như này mà. Vâng, nên là các bạn yên tâm. Mã số 8. Đi du lịch tháng trời. Chịu thật. Rồi, giao thông số ha. Các bạn ở bưu điện ở khu vực đó bảo anh này anh cứ đặt cây về là anh xong là anh không lấy đâu. Thế mình là ai biết đâu, ai biết ông lại có thú đam mê như vậy. Cao là 36. Hoành là 22. Thôi kể lâu lâu cũng thấy có này có kia cho vui chứ. Nếu biết đời là gì. Ừ. Cuộc sống nhiều khi là đôi lúc thì cũng vẫn vậy mà. Hoành là 86. Cây mã số 8 này Cường xin giao lưu với các bạn là 700.000. Dạ, 700.000 nha cô chú anh chị ha. 700.000. Rồi, đổi cây nha. Dạ rồi, mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã này là một mã cây mai vàng tàn chù nha. Cái mai vàng tàn chù đang có nụ chuẩn bị nở hoa này cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mua cây này thì ship tới nhà cho cô chú nha.
Mã số 9. Số 9 nha cô chú anh chị. Tôi xin giao lưu với các bạn là 4 triệu. Dạ, 4 triệu hả 500k. Cô chú. Cường thuê xe chở tới Sài Gòn. Thuê xe chở tới Sài Gòn cho các bạn. Hoành cây này là được 26. Dạ, hoành 26 nha cô chú. Đường kính ngang, đường kính bầu là được 61. Chiều cao là 1m9. Rồi, thấu thân là nhiêu anh? Chiều cao 1m9, tàn ngang 1m9. Thoát thân là được 51. Cây rất đẹp các bạn, nụ búp nhiều lắm. Cây này về các bạn chỉ đưa vô chậu rồi tưới nước cái là nó sẽ nở đúng dịp luôn. Đúng ngày mùng 1, mùng 2 Tết luôn. Rồi, cây này là 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 9 cũng là cây cuối cùng. Thường giao lưu với các bạn là 4 triệu rưỡi. Có gì mong các bạn ghé kênh rồi ủng hộ cho Cường xin chân thành cảm ơn các bạn. Rồi anh cũng xin kết thúc video luôn ha cô chú ha. Xin chúc cô chú anh chị các bạn có một mùa xuân 2021 xuân Tân Sửu thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh công nha cô chú anh chị nha. Rồi anh cũng xin chào anh Cường đúng nha. Cường xin chào tất cả các bạn. Dạ anh chào em.